định, bền bỉ và đáng tin cậy của nó. Ngoài ra nó còn một thêm một đặc điểm rất nổi trội cho nó so với các dòng xe khác, đó là giữ giá. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người dòng xe Suzuki Carry Truck, hay còn gọi là Su Lâm Tạ. Đây là dòng xe tải nhẹ bán chạy nhất trên thị trường, cũng là tốt nhất trên thị trường hiện nay. Nó được thị trường tin dùng bởi vì độ ổn định, bền bỉ và đáng tin cậy của nó. Ngoài ra nó còn một thêm một đặc điểm rất nổi trội cho nó so với các dòng xe khác, đó là giữ giá. Chiếc xe này rất giữ giá cho trong thời gian. Carry Truck sẽ có các phiên bản thùng, thùng lửng, thùng môi bàn, thùng kín, thùng ben. Su Lâm Tạ thùng môi bàn tiêu chuẩn, chiều dài với chiều dài thùng nọt lòng là 1m87. Với phiên bản thùng tiêu chuẩn ở dưới sẽ chúng ta sẽ có bửng, và phần trên sẽ là phần thùng đóng lên từ các thành bửng lên. Tiếp theo đây là phiên bản thùng môi bạt siêu dài với chiều dài thùng nọt lòng là 2m13. Và đấy là với cái phiên bản thùng siêu dài thì sẽ không còn các bửng nữa, và thùng sẽ là đóng liền từ chassis lên. Khóa cửa của phiên bản thùng siêu dài chắc chắn. Đây là khóa của phiên bản thùng tiêu chuẩn. Tiếp theo đây là phiên bản thùng kín siêu dài. Rất chắc chắn và cẩn thận. Cuối cùng đây cũng là một chiếc thùng môi bạt siêu dài nữa. Ngoài ra chiếc xe Lâm Tạ này còn có phiên bản thùng ven, thùng đông lạnh, thùng và các chất liệu đóng thùng như thùng nhôm, thùng tôn, thùng inox, rất nhiều loại cho mọi người có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng của từng khách hàng cũng như là từng loại hàng hóa để chọn loại thùng cho phù hợp. Đây, khoang lái của chiếc Lâm Tạ được thiết kế rất thực dụng. Đơn giản, thực dụng nhưng mà độ bền rất cao. Đi đường xa thời gian sử dụng dài rồi rất ổn định. Chiếc xe dòng với dòng xe Lâm Tạ của Suzuki thì tải trọng khi lên thùng sẽ là 550 cân. Tuy nhiên thực tế sử dụng so với khách hàng mình sử dụng thì chở vượt tải, không chở vượt tải hơn rất nhiều. Hiện tại bên mình đang có chương trình khuyến mãi giảm giá cũng như tặng phụ kiện cho các dòng xe của Suzuki. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của xe này và các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị và các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại trên, và hãy ấn like và subscribe để ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.